nay thì được đóng rất là chắc tay nè. Mọi người sẽ thấy có rất nhiều thơm nè, nho nè. Cốm này là cốm dẻo nha. Bây giờ thì kiếm những cái cửa hàng bán cốm này giờ cũng hiếm rồi. Giờ ai cũng ăn cốm sấy hết rồi. Đây là cái nhà mà gợi nhớ đến năm 93, 94 gì đó. Em nhớ là nhà thường thường hay dùng những cái đá đắp lên rồi mài nè. Hồi xưa là nhà không có sơn như bây giờ đâu, chỉ có làm đá những kiểu gì nè. Đây, nhà chú hình như sinh xây năm 99 nè. Có hai số 9 nè. Ở nhà thì lót gạch vuông. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của em. Sáng nay thì em đang đi vào cái con đường Võ Dân. Em đi vô một đoạn thì thấy đây là khu phố Phú Mỹ. Thì mọi người có thể đi lên Phú Long. Ở đoạn này em thấy là cái đoạn đường này có một cái view bờ sông rất là đẹp nè. Ở chỗ này còn có nhiều cái nhà rất là đẹp luôn. Nhà có những cái cây dừa nè, có view bờ sông nè. Sau lưng là sông, còn trước mặt là đường nè. Đây, chỗ này có ngôi nhà rất là đẹp. À, Home Tây Phú Mỹ. Ồ, có cái Home Tây ngay chỗ này luôn. Chắc hôm nào sẽ đến quay giới thiệu cho mọi người cái Home Tây đó luôn ha. Hôm nay thì em đi lên Phú Long để tìm đến cái nhà mà 2 năm trước em có đến đây quay cốm truyền thống để giới thiệu cho mọi người á. Thì hôm nay em sẽ đi quay cốm để cho mọi người, nếu ai có nhu cầu ăn cốm đóng, cốm dẻo á, chứ không phải cốm sấy nha, thì mọi người có thể tham khảo. Đây là trường tiểu học Xuân Mỹ. Hôm trước cũng có chú nhắn với em nói là đi quay về Phú Long đi. Thì em nhớ ngay là Phú Long gần Tết có món cốm nên sẽ đi tìm và giới thiệu cho mọi người nha. Phú Long bây giờ thì em thấy rất là đẹp. Đường phố sạch sẽ nè. Và thi thoảng còn có mấy cái nhà cổ nữa. Không biết là ở đây mấy cô mấy chú có ai muốn coi nhà cổ ở Phú Long không? Nếu muốn coi thì chút xíu nữa em sẽ đi tìm những cái nhà cổ nào cổ cổ em sẽ quay cho mọi người xem. Mà không biết là mấy nhà cổ đó có cho vô quay không nữa. Để em đi tìm em hỏi rồi em xin. Nếu mà cho quay thì em sẽ quay cho mọi người xem. Có cái nhà rất là dễ thương luôn. Ở đường này mọi người cứ chạy thẳng một đoạn là mọi người sẽ chạy lên tới chợ Phú Long luôn. Ở đây có khu phố Phú Xuân nè. Khu phố có cái sân rất là rộng luôn. Ở đây thì rất là yên tĩnh. Ở đây không có ồn ào náo nhiệt như với Phan Thiết đâu. Ở đây thì được sáp nhập cho Phan Thiết rồi, nhưng mà ở đây vẫn còn rất là thôn quê, vẫn rất là bình dị. Và đi ở đây thì em thích nhất là những cái ngôi nhà cổ. Có rất nhiều ngôi nhà mà gợi nhớ đến cảnh Phan Thiết xưa. Ví dụ như ngôi nhà này nè, đó mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây là trường trung học cơ sở Phú Long. Ở đây là gần đến chợ nè, mọi người sẽ thấy đông đúc hơn một chút xíu. Như là cái đường này. À đây đúng rồi.
Đây là cái đường mà mấy năm rồi mới quay lại nè. Cũng đã 2 năm rồi, bây giờ mới quay lại nơi này. Và bây giờ thì cái nhà cũ ở chỗ này không có còn nữa. Nhà này thì bây giờ đã xây lại rồi, chỉ còn giữ lại một phần thôi. Và em sẽ quay cơm cho mọi người ha. Ở đây là địa chỉ là số 8 khu phố Phú Thịnh. Ở trước nhà thì bây giờ có một cái sân rất là rộng và sạch sẽ. Ở đây thì mọi người đến thì sẽ gặp những cái cô đang cạo gừng nè. Đây làm rất nhiều gừng luôn. Mình làm một ngày mấy chục ký gừng này chú? 20 ký. Dạ, 20 ký thôi chú. Đây, gừng sẽ được cạo sạch vỏ nè. Nó đang cạo bọn này chặt qua đây. Dạ. Đó. Dạ. Lúc trước em đến thì có hai bà ngoại cạo gừng, nhưng mà giờ không thấy hai ngoại làm nữa đâu. Chắc ngoại lớn tuổi, ngoại nghỉ rồi. Đây là gừng cũ nè, khi cạo xong nè sẽ được để ráo nè. Bây giờ nhà thì rộng rãi và sạch sẽ hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa có cái nhà cổ bên này, nhưng bây giờ thì không có còn nhà cổ nữa. Giờ làm trên một cái sân gạch. Đây là các anh đang chậu cơm. Cho mọi người coi nước gừng trước nha. Đây. Đây là gừng với lại thơm. Dạ. Đây, có cô đang ngồi thắng nè. Gừng thơm nè, với lại đường. Có gì nữa không cô ha? Còn là nho chi rửa. À, nho là mình bỏ sau cùng. Dạ. Đó, đây cô đang làm hai nồi. Trên đây làm xong 4 nồi rồi nè. Còn bên này là thơm. Thơm này là sắc ra, xong rồi lát thắng với đường. Đây là nổ. Ở đây rất nhiều nổ luôn nha. Mấy chục bao luôn á. Rất là nhiều luôn. Ở đây cho mọi người xem. Đây là mấy cô đang trộn. Sáng mình làm xong rồi anh? Còn nữa. Còn nữa anh. Đây. Đây cũng giống như 2 năm trước em quay cho mọi người xem thì cũng làm bằng cái này nè. Còn hồi xưa chắc cô chú anh chị coi là cột vô cột nhà để nén nó xuống. Bây giờ thì làm bằng khay nhựa nè. Ở đây mọi người thấy là ở ngoài là đóng cơm nha. Xong vào trong đây là hong khô nè. Hong cho nó ráo mặt. Rồi sẽ qua bên này là cô đóng giấy lại. Đó, mọi người qua đây thể bọc lại bằng giấy nè. Bây giờ mọi người quay lại, mọi người thấy nhà sạch sẽ hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa là nhà cổ thôi. Còn bây giờ là nhà rất là mới, rất là đẹp luôn. Ở đây thì như mọi năm thì cô lúc trước cô cũng nói là ở đây không có dán bằng keo mà dán bằng bột mì để cho đảm bảo an toàn thực phẩm nè. Đó, mọi người nhìn thấy không khí Tết chưa? Đó.
có những cái hộp cốm mà chưng lên bàn thờ ngày Tết nè. Một ngày mình làm được mấy trăm hộp không cô? 700 hộp một ngày. À, là anh nói là cứ một mẻ này chắc được 100, anh làm khoảng 7 lần như vậy là khoảng 700 hộp một ngày nè. Rất nhiều luôn. Cái này là mình được đặt làm rồi hả con? Dạ. Mấy năm con đến là có hai bà ngoại ở trước gột rừng á. Dạ, hai bà ngoại nghỉ rồi. Cái này là chị em trong nhà mình làm hết luôn hả cô? Cơm này thì được đóng rất là chắc tay nè. Mọi người sẽ thấy có rất nhiều thơm nè, nho nè. Cơm này là cơm dẻo nha. Bây giờ thì kiếm những cái cửa hàng bán cơm này giờ cũng hiếm rồi. Giờ ai cũng ăn cơm sấy hết rồi. Dạ. Tại vì một phần là cũng đi tìm không ra những cái cơ sở như gì nữa cô. Giờ ít người làm lắm rồi. Dạ. Dạ. Với lại làm này nó cũng dính tay dính chân nhiều hơn cái kia. Công đoạn nó cũng nhiều. Còn cái kia là sản xuất bằng máy luôn rồi. Dạ. Cơm sấy thì làm công nghiệp nên nó nhanh hơn. Ở đây mọi người sẽ thấy là nhà sản xuất rất là nhiều cơm một ngày luôn nha. Đây là những đơn đã được đặt hàng rồi nè. Đó. Còn đây là những cái hộp cơm. Những hộp cơm mà tuổi thơ của những cô chú anh chị. Chứ còn những bạn 2000 thì chắc là không thấy cái cảnh đóng cơm truyền thống hồi xưa nữa đâu. Đó, để cơm đặc trưng là những cái bông nè. À, những tờ giấy kiến nè. Mọi người cũng thấy là để được một cái hộp cơm như vậy nè thì trải qua rất nhiều công đoạn nha. Từ mua những cái bông nè. Rồi chọn những loại giấy nè. Giấy Tết nè. Hồi xưa là còn xài giấy kiến, bây giờ là xài giấy này rồi. Giấy này sạch hơn. Mà giấy kiến thì hình như là mọi người sẽ khó cắt hơn á. Nhà có mấy anh mấy chị đang làm rất là vui luôn. Thì em cùng với mọi người đã đi đến đây để xem các cô các chú làm cơm truyền thống. Ở đây vẫn còn rất nhiều gừng ha. Bây giờ thì nhà làm sạch sẽ hơn hồi xưa rất là nhiều. Nhà được xây mới, rộng, khang trang hơn rất là nhiều. Ở trên đây là các hộp cơm đã làm xong rồi nè. Thì nếu như mọi người đến đây thì mọi người có thể đến số 08 Phú Thịnh. Hoặc là mọi người tìm nhà chú Ba Định. Hỏi nhà chú Ba Định làm cơm ở đâu thì ở quanh Phú Long này ai cũng biết nè. Cho mọi người coi cái biển ở phía trước cho mọi người dễ nhìn ha. Đây. Số 8 khu phố Phú Thịnh. Mọi người đến cái cổng xám xám này nè. Rồi, bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi dạo vòng vòng ở khu phố Phú Long này nha. Em sẽ cùng với mọi người đi dạo quanh khu phố này. Đây là khu phố Phú Thịnh ha. Ở đây em thấy còn rất nhiều cái nhà cổ nha. Có nhiều cái nhà có cái mái ngói rất là đẹp nè. Ở đây có một cái cây giống như cây mai vậy. Bông vàng rực rỡ luôn. Ở đây thì chỗ này em thấy có một nhà. Chỗ nhà này làm bánh tráng Phú Long truyền thống nè. Đó, hôm nào có dịp em sẽ đến quay cho mọi người về bánh tráng Phú Long ha. À, chỗ này có một cái nhà cổ nè.
Lúc này em đi ngang đây thì em thấy có một cái nhà làm bánh tráng ở đây. Đây là bánh tráng truyền thống Phú Long nè. Kế bên đây thì em thấy có một cái nhà nhìn rất là cổ ha. Ở đây có một cái nhà có mái ngói nè, có những cái cánh cửa gỗ xanh xanh nè, có cái bàn thờ phía trước. Cái nhà này gợi nhớ đến những cái ngôi nhà mà hồi xưa lúc mà em còn nhỏ. Bên này thì em thấy có một cái cây mai nè. Chỗ này có cây mai rất là to luôn. Cho mọi người xem thử ha. Đó, cây mai to lắm. Em đang đi lên quanh ở trong thôn xóm. Và em thấy quanh đây có những cái nhà rất là đẹp. Rất là gợi nhớ đến cảnh Phan Thiết xưa. Ở chỗ này em thấy thêm một nhà làm bánh tráng nữa nè. Ở trong đây nhưng mà em thấy chim nhiều lắm nha, chim hót ríu rít luôn. Đến đây thì em thấy cái nhà này đẹp nên em xin quay cho mọi người xem nè. Đây là cái nhà mà gợi nhớ đến năm 93-94 gì đó. Em nhớ là nhà thường thường hay dùng những cái đá đắp lên rồi mài nè. Hồi xưa là nhà không có sơn như bây giờ đâu, chỉ có làm đá những kiểu gì nè. Đây, nhà chú hình như sinh xây năm 99 nè, có hai số 9 nè. Ở nhà thì lót gạch vuông. Ở nhà cửa gỗ nha. Tường thì bằng đá mài nha. Có một dàn bầu ở phía trước nha. Hy vọng là em quay lại được những cảnh này thì cô chú anh chị gợi nhớ lại được những cảnh nhà hồi xưa ở Phan Thiết nè. Quanh đây thì thôn xóm thì có những cái nhà cũng khá là cổ bằng mái ngói nè. Có nhà thì làm bằng mái tôn xi măng nè. Ngoài đây thì chim hót ríu rít luôn. Đó, ở đây rất là yên bình. Rồi, em cùng với mọi người đi ra ha. Ở chỗ này em thấy có cây đu đủ nè. Bên này thì có một đống củi. Ở chỗ nhà này còn đang đun bằng củi luôn nha. Đây còn ít than nữa nè. Đây là đường đi ra. Chỗ này em thấy có một cái nhà để bán chấu nè. Chắc bây giờ cũng ít cô chú anh chị nào thấy ai đun bằng chấu ha. Đó, có những cái bao chấu nè. Bây giờ thì trời cũng khá là nắng á. Có thể là cô chú anh chị nhìn nó hơi chói. Bên này thì em thấy có những con bò nó đang ngậm cỏ. Và cảnh đồng quê nhìn dễ thương quá. Đến đây là cây xăng. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô đổ xăng và em đi về đây. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Hôm sau thì em sẽ đi vòng vòng và thấy cái gì mà thú vị thì em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị ạ.